Arteta xác nhận có đội hình mạnh nhất ở Derby London. Trong buổi họp báo chính thức trước trận Derby với Tottenham, huấn luyện viên Mikel Arteta đã lên tiếng xác nhận ba cầu thủ Thomas Partey, Oleksandr Zinchenko và Kylian Tierney đều tham gia tập luyện đầy đủ cùng đội 1. Điều này dấy lên thông tin bộ ba này sẽ đủ thể trạng để có mặt vào trận đấu tối nay. Nếu điều này trở thành sự thật, Arsenal sẽ có được đội hình mạnh nhất cho màn tiếp đón Tottenham khi mà trước đó đội trưởng Martin Odegaard đã khỏe mạnh hoàn toàn. Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Antonio Conte nhiều khả năng sẽ mất ba trụ cột ở chuyến làm khách vào tối nay đến sân Emirates, đó là thủ môn Hugo Lloris, tiền vệ Dejan Kulusevski và hậu vệ Ben Davies. Antonio Conte thận trọng trước Arsenal. Mikel Arteta đã củng cố đội hình của Arsenal đáng kể trong mùa hè khi mang về những cái tên chất lượng như Gabriel Jesus hay Oleksandr Zinchenko. Và trong phát biểu mới nhất trước trận Derby vào tối nay, huấn luyện viên Antonio Conte không nghi ngờ gì về chất lượng của đội bóng ông sắp đối đầu, vị chiến lược gia người Ý đã cho biết. Rõ ràng là Arsenal đã có một khởi đầu tuyệt vời, họ chỉ thua một trận trước Man United. Họ đang thể hiện mình là một tập thể thực sự vững mạnh. Tôi nghĩ rằng vào mùa hè, họ đã ký hợp đồng với những cầu thủ chất lượng và cải thiện được đội bóng. Đừng quên rằng họ hơn chúng tôi 4 điểm khi mùa giải trước còn lại 3 trận. Chúng ta đang nói về một đội bóng thực sự chất lượng và mùa giải trước chúng tôi đã làm rất tốt khi vượt qua họ ở 3 vòng đấu cuối cùng. Arsenal đã làm việc với Mikel Arteta trong nhiều năm, họ được tổ chức tốt. Như tôi đã nói ở mùa giải trước, Arteta là một huấn luyện viên thực sự giỏi, anh ấy còn trẻ, nhưng anh ấy có thể có một sự nghiệp tuyệt vời ở phía trước. Arsenal cùng lúc sở hữu hai món hời. Tờ Mirror hôm 25 tháng 9 đã đưa tin rằng Arsenal sẽ trở lại với thương vụ Yuri Tielemans vào tháng giêng và chỉ cần chi ra 15 triệu bảng, họ đã có thể sở hữu được cầu thủ người Bỉ, lúc đó chỉ còn 6 tháng hợp đồng. Ngoài ra, tờ The Sun còn cho biết Mikel Arteta đang theo đuổi tiền vệ Douglas Luiz. Cầu thủ này cũng đang ở năm cuối hợp đồng như Tielemans và có mức giá tương tự. Đánh giá về mức độ phù hợp của Tielemans với Arsenal, tiền đạo Han Robson Kanu đã nói với TalkSport: "Anh ấy là người phù hợp đến mức hoàn hảo với Arsenal, không cần phải bàn cãi, nó đã ở rất gần, thực sự lúc này anh ấy đã gần hết hợp đồng." Về những cầu thủ ở Premier League đang chơi cho một đội nhỏ hơn rồi có thể bùng nổ ở một đội lớn hơn thì 100% anh ấy là một trong số họ. Đó là người phù hợp với Arsenal, anh ấy sẽ là người hoàn hảo đối với họ. Arsenal được cảnh báo với đặc sản của Conte. Vòng 9 Premier League cuối tuần này sẽ chứng kiến nhiều màn so tài hấp dẫn. Một trong số đó là trận Derby Bắc London giữa Arsenal và Tottenham Hotspur. Cuộc đụng độ sẽ mang tính chất quyết định đến ngôi đầu bảng xếp hạng. Theo đó, với việc Spurs chỉ kém The Gunners đúng một điểm, nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte hoàn toàn có thể xoán ngôi của chính đối thủ và chiếm lấy vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, Arsenal sẽ không muốn để điều đó xảy ra và chắc chắn sẽ chủ động dâng cao và dồn ép đội khách. Nhận định về màn thư hùng sắp tới, chuyên gia Chris Sutton đã đưa ra nhận xét: Arsenal sẽ hướng đến việc kiểm soát thế trận ở cuộc chạm trán sắp tới gặp Tottenham Hotspur. Họ muốn nắm giữ quyền kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian của trận đấu và tiến hành dồn ép Tottenham. Tuy nhiên, lối chơi đó sẽ rất nguy hiểm khi huấn luyện viên Antonio Conte đã rõ chuyện này như lòng bàn tay. Ông ấy thích điều đó vì khi ấy, Tottenham có thể triển khai thế trận phòng ngự chặt quen thuộc và tạo đột biến bằng những tình huống phản công. Đó là đặc sản của Conte. Với việc Son Heung-min đang tìm lại phong độ, Spurs hoàn toàn có thể gây ra sức sát thương lớn trong những pha phản công về phía khung thành Arsenal. Arsenal và Tottenham cùng theo dõi một cái tên. Theo tiết lộ từ ký giả Fabrizio Romano, hai câu lạc bộ phía Bắc London là Arsenal và Tottenham đã theo dõi tiền đạo Jonathan Davis của Leeds trước khi ký hợp đồng với Gabriel Jesus và Richarlison trong mùa hè vừa qua. Thông qua Cost Offside, Romano cho biết Jonathan đã có tên trong danh sách mục tiêu của Arsenal và Tottenham trong một năm trước. Sau đó họ quyết định đầu tư vào những cầu thủ đã chứng minh được tài năng ở Premier League như Jesus và Richarlison. Tôi nghĩ Jonathan Davis là một tiền đạo tuyệt vời, đôi khi anh ấy còn bị đánh giá thấp hơn khả năng thực sự. Tôi nghĩ sau khi World Cup kết thúc, tương lai của anh ấy sẽ rõ ràng hơn, có thể là vào tháng giêng hoặc mùa hè năm sau. Tuy nhiên, tất cả sẽ còn phụ thuộc vào phong độ của anh ấy vào mùa này. Mức giá cho Jonathan rơi vào khoảng 30 đến 35 triệu bảng. Mikel Arteta giấu một quân bài tẩy trong tay áo. Arsenal vừa đón nhận một tin không vui về tình hình nhân sự khi tiền vệ Emil Smith Rowe dính chấn thương háng và dự kiến sẽ mất 2 tháng để có thể hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Smith Rowe đồng thời cũng mở ra cơ hội cho những cái tên khác như Fabio Vieira, Marquinhos và Eddie Nketiah. Bên cạnh đó, cũng cần phải đề cập đến Reece Nelson,
người cũng tốt nghiệp học viện cùng với Spittle. Trên thực tế, Nam Sơn đã không thực sự ra sân cho đội 1 của pháo thủ kể từ trận thua 0-2 trước Benford ở trận mở màn mùa giải trước. Bất chấp điều đó, huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn dành cho cậu học trò những đánh giá tích cực. Chúng tôi đã mất Emin nhưng đã tìm thấy một vài nhân tố mới ở tuyến trên. Rich Nelson là một cầu thủ đặc biệt và có thể sử dụng kỹ thuật vượt qua từng người một. Cậu ấy đã nghỉ thi đấu một thời gian nhưng bây giờ cậu ấy đã trở lại và cho thấy bản thân có thể làm được những gì. Truyền thông Anh tiết lộ rằng Nelson hiện đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân khi huấn luyện viên Mikel Arteta cần tới. Vì vậy sẽ không loại trừ khả năng ông thầy người Tây Ban Nha sẽ trao cho anh một cơ hội ở trận Derby Bắc London sắp tới. Lý do khiến Gabriel Jesus rời Man City. Tiền đạo Gabriel Jesus đến Emirates từ Man City theo hợp đồng trị giá là 45 triệu bảng ở hè 2022. Anh đã nhanh chóng hòa nhập và chứng tỏ khả năng của mình. Ngôi sao người Brazil có 4 bàn thắng và 3 kiến tạo kể từ đầu mùa giải, góp công lớn giúp Arsenal dẫn đầu ở giải Ngoại hạng Anh. Trong một chia sẻ mới nhất, tiền đạo của tuyển Brazil đã tiết lộ lý do rời Man City để tới Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè 2022. Thi đấu trong hệ thống chiến thuật của Pep Guardiola, bạn phải tuân thủ chặt chẽ những yêu cầu của ông ấy. Nếu bạn không chấp nhận nó, bạn hãy đi tìm thử thách khác. Tôi đã chấp nhận nó trong một thời gian, nhưng đôi khi tôi nghĩ tôi muốn một thứ khác cho chính mình. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của Arsenal, sau đó tôi quyết định làm việc với Mikel Arteta. Ở Arsenal, bây giờ tôi được thi đấu tự do hơn. Bây giờ tôi chơi bóng với nụ cười trên môi và cố gắng làm hết sức mình mọi lúc. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Arsenal tiếp tục đem cho mượn một tài năng trẻ. Theo các nguồn tin từ Pháp, huấn luyện viên Mikel Arteta tỏ ra rất hài lòng về màn trình diễn của Florin Balogun trong thời gian cho mượn và đang cân nhắc tiếp tục cho mượn tiền đạo này tại câu lạc bộ Real vào mùa giải năm sau. Cụ thể, đội ngũ huấn luyện của pháo thủ đang theo dõi sát sao màn thể hiện từ đầu mùa của Balogun tại Ligue 1 và đang cân nhắc gia hạn hợp đồng với anh trước khi tiếp tục cho mượn thêm một mùa nữa. Theo các báo cáo, nếu câu lạc bộ Real trụ hạng thành công ở mùa này, Arsenal sẽ quyết định để Balogun ở lại nước Pháp du học đến hết mùa giải 2023-2024. Arsenal tiến hành gia hạn với một cái tên. Trên trang chủ của câu lạc bộ vào ngày hôm qua, Arsenal thông báo sẽ tiếp tục có sự đồng hành của nhà tài trợ Adidas đến năm 2030 và qua đó tiếp thêm sức mạnh cho họ trên thị trường chuyển nhượng. Giám đốc thương mại của Arsenal, Jules Slot, đã chia sẻ trên website của câu lạc bộ. Chúng tôi rất vui mừng được công bố sự hợp tác với nhà tài trợ Adidas đến năm 2030. Bản chất lâu dài của việc gia hạn hợp đồng này có nghĩa là sẽ có một cam kết thực sự để xây dựng mối quan hệ hợp tác với trọng tâm là phát triển bóng đá nữ và phát triển chiến lược bền vững của chúng tôi. Kể từ khi tái hợp, chúng tôi đã thúc đẩy các sáng kiến và đầu tư vào chương trình cộng đồng ở địa phương, đồng thời phát triển các dòng sản phẩm thú vị và táo bạo cho các cầu thủ và người hâm mộ. Chúng tôi tự hào về những tiến bộ đã đạt được cùng nhau và chúng tôi rất vui mừng được phát triển mối quan hệ hợp tác. Theo tờ Sport Mail, vào thời điểm năm 2018, khi công bố hợp đồng với Adidas, Arsenal bỏ túi khoảng 78,5 triệu đô la trong mỗi mùa. Với việc gia hạn hợp đồng từ thương hiệu này, chắc chắn pháo thủ sẽ còn nhận được nhiều tiền hơn để chi tiêu vào thị trường chuyển nhượng trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã đón nghe bản tin Arsenal hàng ngày của chúng mình. Chúc các bạn có một ngày mới làm việc hiệu quả và năng lượng. Đừng quên để lại một like, ấn đăng ký kênh nếu như bạn chưa làm điều đó. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.